Vâng, bông tô. Phía sau là bông tô, một pha kéo tâm đến từ vị trí của bông tô. Itachi làm gì vậy? Itachi làm gì vậy trời? Itachi một tay bóp tờ rực rồi các bạn ơi. Đây sẽ là giây phút để đời của Itachi. Vâng, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với cái trận đấu ngày hôm nay. Hôm nay thì cái giải thơ sáng tiên thưởng tiếp theo. Giải này top 1 sẽ là 150k, top 2 sẽ là 200k, top 2 sẽ là 100k và top 3 sẽ là 50k và top kiểu sẽ là 50k. Ok. Kem kè với một bộ đồ phòng cháy chữa cháy. Người ta đang tìm kiếm những khu nào nhà nào mà có cháy, người ta sẽ vô anh ta chữa. Đó, còn không có cháy thì làm sao mà chữa? Ai mà biết được. Khánh biết, bắt đầu ra ngoài đây chơi rồi. Tôi không hiểu làm sao mà mọi người vào trong cuối tầm mọi người hay đi ra biển chơi làm gì vậy ta? Thật là quái trưởng các bạn ạ. Ủa chắc thế. Đây là Dino. Ở phía trên có người. Dino vừa chạy qua khu vực nhà nguy hiểm rồi. Đang sử dụng khẩu M60 cùng với đó là MP40. Phía bên nhà bên kia có tiếng động rồi. Vâng, và vừa rồi thì thấy nhau bật Chrono lên. Vâng, Quang nộp pro rời cuộc chơi khá là nhanh với khẩu M60. Wow. Nhảy qua cửa sổ, sao nhảy qua được cái nhà này hay vậy? Ai mà biết được. Vị trí của gấu Itachi lại có thêm một điểm hòa gấu của mình rồi. Đây là Pan Yang-ho bắt đầu giao tranh với đối phương. Và tiếp tục hai bên nhảy ra bật Chrono lên. Pan Yang-ho mất qua khá là nhiều máu. Anh ta dừng keo không được. Vẫn là vị trí đối phương. Kéo tâm nô nè, tàu khửa đã phải rời cuộc chơi với hai khẩu vector của Pan Yang-ho. Vâng, đây là một cái bộ đồ mà thực sự hồi đó mình rất là thích. Bộ đồ này thì các bạn phải tham gia cái gì chiến địa ta, cái gì top chiến địa thì các bạn mới nhận được bộ đồ này. À thế à. Đây là vị trí của Tống Khỉ. Tiếp theo là cung tàu cửa. Vâng, vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là Itachi di chuyển vào chòi bật Chrono lên trong vòng một nốt nhạc. Tuấn Khỉ là người ra đi. Tôi nghĩ Tuấn Khỉ sẽ có 5-6 kill gì đó xong rồi sau đó mới chết chứ ai ngờ Tuấn Khỉ vừa vô đã chết rồi. Cái tên nhờ. Có khả năng là Itachi đang sử dụng phần mềm thứ 3, phát hiện ra kẻ địch ở đâu cũng có. Tôi thấy là 4 kill rồi. Lần này thì anh ta đang chơi với cái mục đích là săn kill chứ không phải là lấy top. Tôi thấy rằng anh ta đang sử dụng hai khẩu vector, anh ta đi săn rất là kinh khủng. Vâng, bông tô. Phía sau là bông tô, một pha kéo tâm đến từ vị trí của bông tô. Itachi làm gì vậy? Itachi làm gì vậy trời? Itachi một tay bóp tờ rực rồi các bạn ơi. Đây sẽ là giây phút để đời của Itachi. Một pha rút tay bóp tờ rực đến từ vị trí của Itachi. Vâng, đó có thể là highlight để đời của Itachi các bạn ạ. Tôi vừa rồi tôi thấy Itachi bắn phóng lựu cầm tay. Vâng, và điều đó thì tôi nghĩ rằng là đó rất là hay. Vâng, bông tơ đã vỗ tay cho hành động của Itachi. Tiếp theo đến với vị trí của Bảo Giang Hồ vẫn đang giao tranh với đối phương bên cạnh. Bắt đầu móc lựu ra và hai bên bắt đầu chọi nhau rồi. Vâng, có đem theo. Wow, một pha bắn không, một pha chọi lựu cực kỳ nguy hiểm. Hình như là anh ta có đem theo con bét khỉ. Vâng, đúng chính xác là anh ta đem theo bét khỉ. Sử dụng cho mình khẩu A-Dub với đó là MP5. Vâng, ở gần anh ta có thêm 2-3 người nữa nhưng không, phía trước mặt có người đang canh me anh ta. Vâng, một pha trả đam đến từ vị trí của lớp G. Anh ta đang bị bắn từ phía đằng sau nữa. Vâng, và hai bên xấy nhau. Nhưng gấu có một pha bắn sọc gun M1887 rất chuẩn xác. Anh ta lấy đi cái màn của lớp G trong vòng một nốt nhạc. Với hai viên sọc gun của mình bắt đầu chạy bo rồi. Vâng, Fallen là người rời cuộc chơi tiếp theo. Vẫn còn 7 người trên bản đồ. MCN bắt đầu di chuyển xuống. Tuan 2K đang ở trong bo. Tiếp theo là Palo. Chúng ta có Minh Lộc. Vị trí của gấu. Vâng, và đây là pha giao tranh. À không, gấu quyết định chạy bo xuống dưới rồi. Ở ngoài chúng ta có Pan Giang Hồ. Vẫn còn 6 người các bạn ạ.
Vâng, rất là kinh khủng. Vòng bo này còn 6 người là hơi bị nguy hiểm mọi người ạ. Thu Anh 2K ở ngoài bo và phát hiện đối phương phía bên nhà L bên kia. Đó là vị trí của ba lô. Người ta đứng như thế này có lẽ là sẽ bị chết. Có sẽ bị bắn. Và vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là ba lô sấy vào vị trí của My Name. Vâng, phía bên cánh phải thì chúng ta thấy có thêm kẻ địch nữa. Và bây giờ vòng bo bắt đầu thu lại rồi. Phía bên đây chúng ta có Minh Lộc ở trong nhà gỗ. Cùng với đó gấu gấu 1808 đang bắt đầu di chuyển vào bo. Chúng ta thấy Pan Giang Hồ khuây keo lại. Dường như anh ta tính đến chuyện là sẽ tăng bo. Tiếp theo chúng ta có Tu Anh 2K, anh ta cũng là tăng bo. Và cùng với đó thì vị trí của Palo, anh ta đang bắt đầu di chuyển vào bo. Chỉ còn một mình anh ta ở trong bo mà thôi. Vâng, những pha trọi lựu của mình. Tiếp theo phía bên này chúng ta có vị trí của Tu Anh 2K. Vừa rồi thì tôi không thấy rằng là ai là người top 1 hết các bạn ạ. Tuấn Khỉ. Vâng, đây là tập đoàn của Gà Sinh Tồn, GST, Gà Sinh Tồn. Tiếp theo vị trí của KOD, Lớp Chi. Đây là tập đoàn King of Dead. Tập đoàn này đọc là gì các bạn? Tiếng Việt người ta đọc là gì mọi người? Ai mà biết được? Lao hả? Không. Lai hả? Lai Út hả mọi người? Anh em có thể cho mình cái tự đọc của tiếng Việt của tập đoàn này không? Tôi khổ quá, tôi ngồi tiếng Anh. Ừ rồi, tôi thấy rồi. Ừ rồi, một pha chào khám giả giả đến từ vị trí của Plong. Rất là chuyên nghiệp. Lai Út. Lai... Lai Ớt hả? À, La Ớt. La Ớt. Ui, ui, thôi, thôi, thôi. Plong nằm xuống rồi. Nãy mình coi Plong quá lâu. Non tận dụng cơ hội thấy Plong đơm Plong luôn. Ở vị trí của Sushi. Bắt đầu đấu súng rồi. M82B trong tay, MP5 trong tay. Phía bên kia là như là khẩu AK. Trong khi đó thì đây vị trí của Kenneth bình cô đơn. Vâng, phía trước mặt của Nomero có một người. Và dường như Nomero thấy được điều đó. Ta tới xem coi vị trí của Nomero sẽ làm gì đây. Anh ta sẽ làm gì đây? Phát hiện rồi, móc súng ra rồi. Một phát kéo tầm. Tuấn Khỉ là người phải rời cuộc chơi. Vừa rồi thì chúng ta thấy Định Hoàng cũng đã rời cuộc chơi trong trận đấu này. Đây vị trí của Xpon. Vâng, một pha nhảy múa đến từ vị trí của Xpon. Ta đang trao một cái năng lượng cực kỳ dũng mãnh đến cho quý vị khán giả trong ngày hôm nay. À thế à? Vị trí của Mid Mobile. Mid Mobile. À. À. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Ông là... À, ông là trưởng quân đoàn đúng không? Thì là thế. Thế thì tên còn khác biệt với mọi người. Cái này là tạo ra tiếng vang không cần phải la hết đó các bạn à. Chỉ cần có điểm nhấn là được rồi. Theo ta đến với vị trí của Huyền Pro ở quân đoàn quan hệ rộng. Nếu như mà nói quan hệ rộng, quân đoàn quan hệ rộng thì nó cũng không hay. Tại sao mình không đặt là quan hệ nhiều? Mày bị điên à? Ê, tôi chọc quá nha. Đừng nói tôi kêu là tôi xuyên tạc tên quân đoàn nha. Đặt gì cũng được mà. Quan hệ nhiều nên rộng. Nô mệt rồi. Thấy anh ta bắn cũng khá là thấm mệt rồi. Vật giáp trắng. Giáp trắng cong lên luôn đi. Đơm luôn, đừng sợ. Vâng, những pha nhử mồi cực kỳ nguy hiểm. Nhảy ra sấy vào đối phương. Nhưng phía bên kia là Vector. Vâng, H2K có cho mình một điểm hạ gục nữa rồi. Anh ta có 2 điểm hạ gục. X-Kai, trên bản đồ của chúng ta chỉ còn lại 17 người nữa mà thôi. Vâng, và dường như tôi đã nhớ hết tất cả tên của anh em rồi. Ở vị trí của Laos Nam bắt đầu đẩy lên với khẩu M1014 của mình. Anh ta đang dí vào đối phương. Đối phương đang chạy tụt quần. Và tiếp tục là bắt đầu di chuyển xuống. Đối phương bạn ấy phải lùi lại để thấy bạn Nam rõ hơn. Vâng. Đó là một pha trò lừa đến từ vị trí của Asura. Khi đầu tiên, theo hợp lý, Gà Sinh Tồn. Nếu như mà... các bạn, nếu như mà đổi cái tên Gà Sinh Tồn này qua tiếng Anh mình thấy hấp dẫn các bạn ạ. Mình đổi thành là survival, yeah, survival chicken. Quá chuẩn luôn. Nghe hấp dẫn. Mình vẫn là ông chủ luôn đàn ông. Nghe tôi nói vậy ông đổi thành là survival chicken. Vài bữa heavy tôi đổi lại thành chữ nặng á các bạn ạ. Vài bữa coi đi quân đoàn nặng.
Vòng bo lần này thuộc về khu vực cánh đồng. Trên bản đồ của chúng ta chỉ còn là 11 người nữa mà thôi. Khu vực cánh đồng là một khu vực rất là dễ bắn dành cho tất cả anh em chạy bo. Vâng, và dường như Nam rơi cuộc chơi rồi. Vâng, đó là FPD. Khẩu súng mà khá là khó chịu cho tất cả game thủ. Khẩu súng đó bắn khỏi không kịp trở tay luôn các bạn ạ. Hợp 3 hợp lý. À, tôi ngó tới ai là người đó sẽ bị chết, lỡ khi người đó chửi tôi mé thằng cha S Mobile này, để livestream mà không để delay rồi đến khi mà tôi bị bắn đơm bị chết mé thằng này bị chết rồi đổ thừa tôi nên thôi tôi sẽ lướt qua thôi. Vừa vị trí của hợp lý, vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là như Mid Mobile đã phải rời cuộc chơi rồi, khổ rồi. Dường như Mid Mobile không biết điều đó thì phải. Tôi vẫn chưa thấy pha giao tranh của Mid Mobile. Tôi thấy Mid Mobile rời cuộc chơi rồi. Không, nhưng mà không sao, tôi nghĩ là còn thở là còn gỡ. Vâng. Vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là lớp G hạ gục được HXH. Bản đồ của chúng ta chỉ còn là 7 người nữa mà thôi. Vị trí hợp lý, H2K, lớp G, Gin, Asura. Vâng, và đây vị trí giao tranh của Asura. Cùng với nó là vị trí của đối phương bên kia. Hai bên mặc đồ khá là tương đồng nhau. Vâng, nhảy ra sấy và tiếp tục nhảy ra sấy lấy luôn cái đầu của hợp lý. Hợp lý rời cuộc chơi rồi. Hợp lý thì bây giờ cũng không hợp lý xíu nào cả. Bản đồ còn 5 người, vị trí của Oppa đang giao tranh vào đối phương với khẩu vét to của mình. Ta vẫn tiếp tục dí theo đối phương. Vòng bo lần này bắt đầu thu xuống rồi. Vẫn là nhảy lên đơm rất là mạnh luôn. Tiếp tục, Oppa là người trong bo. Và ở phía dưới có người chạy lên rồi. Ủa sao không đơm nhau? Ở vị trí của boss MP40. Vâng, và vừa rồi thì lớp G phải rời cuộc chơi. Tiếp theo đó vị trí của Oppa vẫn còn sống. Boss MP40 ở khu vực dưới. Còn chúng ta sẽ có vị trí của Gin. Vâng, phía bên đường bên kia là Oppa. Ở phía dưới là vị trí của Boss MP40. Vâng, tôi thấy những cái nòng nhắm của các anh chàng này đang chỉ về vị trí của Gin. Có lẽ nào đây là một pha tém úp hay không? Wow, pha chọi lựu cực kỳ thành công đến từ vị trí của Gin. Vâng, tiếp tục thì vị trí phía ở bên dưới đó là boss MP40 đang bắt đầu công lên, nhưng mục tiêu vẫn nhắm về vị trí của Gin. Trong khi đó vị trí của Oppa đang chạy sau vo. Và bây giờ Oppa và Gin, vâng, Oppa nhắm vào vị trí của Gin. Tiếp theo đó thì chúng ta thấy rằng là phía bên kia là vị trí của boss MP40. Anh ta đã hạ gục vị trí của Gin và có cho mình top 1 trong trận đấu ngày hôm nay. Đây KOC không phát hiện được ở phía ngoài kia có người, anh ta bắn với khẩu VS của mình. Vâng, tiếp tục là hai bên nhảy vào nhau. Đó là vị trí của Lê Boss, anh ta với khẩu shotgun của mình. Ta bay vào đối phương, đơm đối phương và đối phương phải rời cuộc chơi. À thế à. Wow, một vạn lười con. Hấp dẫn. Lính chi xinh gái, một cô nàng xinh gái đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Ai mà giết cô nàng này thôi nghỉ chơi với người đó. Theo vị trí của My Name. Phát hiện đối phương hai bên bắt đầu một đơm nhau. Đó vị trí của KMT. Theo vị trí của Châu 2K9. 2K9. 2K9 là tới bây giờ là mở mắt chưa ta? Quên rồi, 2K9 là đủ tuổi chưa ta? Ai mà biết được? 2K9 tới bây giờ là 12 tuổi. Quá chuẩn luôn! Được của nó. Vâng, nghe tiếng bước chân gầm Châu rồi. Châu không hề nghe tiếng bước chân hay sao vậy? Tôi còn nghe được tiếng bước chân, huống gì là Châu. Châu rớt này rồi. Châu rớt này rồi. Vẫn là Linh Chi. Vẫn là vị trí của Gấu. Hình như ở vị trí của Linh Chi ta nghe thấy được tiếng bước chân rồi. Thấy được vị trí của đối phương rồi. Bắt đầu bắn đến từ vị trí của Linh Chi. Linh Chi đã rời đi rồi. Yêu Phát. Thằng ghét Yêu Phát. Làm sao mà anh có thể bắn được một cô gái mà chân yếu tay mềm như vậy được. Tôi không ngờ luôn á. Không ngờ anh có thể làm điều đó. Không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Thề. Ông đây ông cầm súng ông đơm con người ta. Mía thằng này. Ừ. Khỏe xe đi. Anh có tất cả nhưng anh không bao giờ anh có được người ta đâu. Tôi nói thiệt. Sau này anh yêu đương này coi chừng gái bỏ cho mình coi. Và đây là vị trí của 2K.
Vâng, một cái tên khá là khó đọc. Không sao, tôi vẫn đọc được vị trí của 2K. Yeah. Mày cái tên là tao giặt vô trong mã mày không? Ai ở đây 2K1 nào? Ai ở đây 2K1 mà giơ tay lên cho tôi xem cái. Chắc không có 2K1 rồi. Ui. Yêu em. Quốc đoàn nào đấy? NRP hả? Yêu em. Yêu em là con trai. À, đừng bắn em. Ôi làm sao mà một anh thanh niên con trai trai tráng này thì bộ dám bắn yêu em. Vâng. Và một pha tai nạn xe đến từ vị trí của 2K. Cho nghỉ mẹ một đi. Lê bắt đầu di chuyển vào bò rồi. Ta nghĩ rằng là không nên dây với cái đối phương ở phía sau lưng. Vâng, và đối phương quyết định là không tha cho anh ta, vẫn bắn, cố gắng bắn để cho hai người vào bò. Hai người không chịu vào bò, hai người đơm nhau thôi. Vâng, wow, một pha bắn M82B đến từ vị trí của ba bờ la dê. Bò dễ chưa? Tuan 2K, phía sau lưng Tuan 2K có người. Anh ta không nghe tiếng chân hay sao á? Thề. Chiến của Oppa. Chiến GM đang bắt đầu chạy di chuyển vào bo. Lần này thì vòng bo thu về, và đây là pha giao tranh giữa Kai và cùng với đó là Lê Bot. Điểm pha gục nghiêng về vị trí của Lê Bot. Đây là vị trí của Smoke. Anh ta phát hiện ở phía trong này có người và ta bắt đầu kéo tâm nhưng không được rồi. Đối phương là khẩu Vector. Cái mạng của anh ta phải bỏ lại ở trong xưởng cơ khí. Tiếp theo vị trí của Lê Bot. Lưu đạn. Wow, xem chút nữa là ta phải rời cuộc chơi. Lựu đạn quá nhiều. Quá nhiều lựu đạn. Vòng bo bắt đầu tu rồi. Anh ta có chạy được hay không đây? Không, đó là vị trí của Oppa. Vâng, đó là cái mạng của Oppa. 5 kill nghiêng về vị trí của Oppa. Chiến GM bắt đầu di chuyển vào bo. Trong khi đó thì vị trí của sáng 2K. Hai bên với hai khẩu Vector đang xấy vào nhau. Và dường như sáng 2K anh ta bắt đầu di chuyển. Anh ta có, anh ta linh động hơn vị trí của Oppa rất là nhiều. Vâng, 5 kill. Và phía bên này chúng ta vẫn còn 4 người. Và đây là vị trí của Palo. Anh ta không còn bom keo gì cả. Vâng, anh ta không còn bom keo. Ở phía trong thì ở phía ngoài chúng ta có chiến GM. Ở phía trong chúng ta có sáng. Sáng bắt đầu di chuyển ra. Sáng phát hiện được một người. Và lưu đạn. Né đi. Trời đất ơi. Né. Vâng, vòng bo thu lại rồi. Nhầm 2K. Đây vị trí của Palo. Vâng, Palo với khẩu sọc quân M1887 của mình. Anh ta bắt đầu di chuyển lên. Vâng, rất là nhẹ nhàng nhưng vẫn là lựu đạn. Tiếp theo vị trí của chiến GM. Anh ta đã rời cuộc chơi rồi. Một pha sấy cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của sáng 2K. Anh ta sáng nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Anh ta sáng lắm. Wow. 7 kill nghiêng về vị trí của sáng 2K. Một like dành cho anh ta.